Ôn tập chương 1 Câu hỏi Câu hỏi 1 Cho hình 36 Hãy viết hệ thức giữa A. Cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền B. Các cạnh góc vuông P, R và đường cao H C. Đường cao H và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền P phết. R.fed Thành 36, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Câu hỏi 2. Cho hình 37. A. Hãy viết công thức tính các tỉ số lượng giác của góc alpha. B. Hãy viết hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của góc alpha và các tỉ số lượng giác của góc beta. Câu hỏi 3. Xem hình 37. A. Hãy viết công thức tính các cạnh góc vuông b nhỏ và c nhỏ theo cạnh huyền a nhỏ và tỉ số lượng giác của các góc alpha beta hình 37 các em nhờ giáo viên hướng dẫn B Hãy viết công thức tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác của các góc alpha beta Câu hỏi 4 Để giải một tam giác vuông cần biết ít nhất mấy góc và cạnh có lưu ý gì về số cạnh. Tóm tắt các kiến thức cần nhớ. Một nhỏ, các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Cho tam giác ABC vuông tại A, hình 38. Khi đó ta có một. B bình phương bằng b phết. C bình phương bằng AC phết. 2. H bình phương bằng B phết C phết 3. HA bằng BC 4. 1 phần H bình phương bằng 1 phần B bình phương cộng 1 phần C bình phương 2 nhỏ Định nghĩa các tỷ số lượng giác của góc nhọn Hình 39 Xin alpha bằng cạnh đối chia cho cạnh huyền Cô xin alpha bằng cạnh kề chia cho cạnh huyền Tang alpha bằng cạnh đối chia cho cạnh kề. Cô tang alpha bằng cạnh kề chia cho cạnh đối. Ba nhỏ. Một số tính chất của các tỷ số lượng giác. Cho hai góc alpha và beta phụ nhau. Khi đó. Sin alpha bằng cosin beta. Tang alpha bằng cosine beta. Cosin alpha bằng sin beta. Cô tang alpha bằng tang beta. Cho góc nhọn alpha ta có không nhỏ hơn sin alpha nhỏ hơn 1 không nhỏ hơn cosin alpha nhỏ hơn 1 sin bình phương alpha cộng cosin bình phương alpha bằng 1 Tang alpha bằng sin alpha chia cho cosin alpha cô tan alpha bằng cosin alpha chia cho sin alpha tang alpha nhân cô tan alpha bằng 1 bốn nhỏ, các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Cho tam giác ABC vuông tại A thành 40. Khi đó, cạnh B bằng cạnh A nhân sin góc B. Cạnh C bằng cạnh A nhân sin góc C. Cạnh B bằng cạnh A nhân cos góc C. Cạnh B bằng cạnh C nhân tan góc B cạnh b bằng c nhân cotan góc c cạnh c bằng cạnh a nhân cosin góc b cạnh c bằng cạnh b nhân tan góc c cạnh c bằng cạnh b nhân cotan góc b bài tập bài tập 33 chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây a à, trong hình 41 sin alpha bằng A. 5 phần 3 B. 5 phần 4 C. 3 phần 5 D. 3 phần 4 B. Trong hình 42, xin Q bằng A. PR chia cho RS B. PR chia cho QR C. PS chia cho SR D. SR chia cho Q C Trong hình 43, cos 30 độ bằng A 2A chia cho căn bậc 2 của 3. B A chia cho căn bậc 2 của 3. C căn bậc 2 của 3 chia cho 2. D 2 căn bậc 2 của 3 nhân A bình phương. Bài tập 34. A Trong hình 44 Hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng? A. Sin alpha bằng B chia C B. Cô ăn alpha bằng B chia C C. Tan alpha bằng A chia C D. Cô ăn alpha bằng A chia C B. Hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng? A sin bình phương alpha cộng cosin bình phương alpha bằng 1. B. sin alpha bằng cosin beta. C. cosin beta bằng sin mở ngoặc 90 độ trừ alpha đóng ngoặc. D. tan alpha bằng sin alpha chia cho cosin alpha. Các hình vẽ các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Bài tập 35 tỷ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông bằng 19, 28. Tìm các góc của nó. Bài tập 36. Cho tam giác có một góc bằng 45 độ, đường cao chia một cạnh kề với góc đó thành các phần 20 cm và 21 cm. Tính cạnh lớn trong hai cạnh còn lại. Lưu ý có hai trường hợp hình 46 và hình 47. Bài tập 37 cho tam giác ABC có AB bằng 6 cm, AC bằng 4,5 cm, BC bằng 7,5 cm. a) chứng minh tam giác ABC vuông tại A. tính các góc B, C và đường cao AH của tam giác đó. b) hỏi rằng điểm M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trên đường nào? Bài tập ba tám, hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như trong hình bốn tám, tính khoảng cách giữa chúng, làm tròn đến mét. Hình bốn tám bốn chín, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Bài tập ba chín, tìm khoảng cách giữa hai cọc để căng dây vượt qua vực trong hình bốn chín, làm tròn đến mét. Bài tập bốn mươi, tính chiều cao của cây trong hình năm mươi làm tròn đến decimet. Bài tập 41. Tam giác ABC vuông tại C, có AC bằng 2 cm, BC bằng 5 cm, góc BAC bằng x, góc ABC bằng y. Dùng các thông tin sau nếu cần để tìm x trừ y. sin 23 độ 36 phút xấp xỉ bằng 0,4. cos 66 độ 24 phút sắp xỉ bằng 0,4. Tang 21 độ 48 phút sắp xỉ bằng 0,4 Bài tập 42 Ở một cái thang dài 3 mét người ta ghi Để đảm bảo an toàn khi dùng thang Phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ 60 độ đến 70 độ Đo góc thì khó hơn đo độ dài Vậy hãy cho biết khi dùng thang đó, chân thang phải đặt cách tường khoảng bao nhiêu mét để đảm bảo an toàn? Bài tập 43. Đố. Vào khoảng năm 200 trước công nguyên, Eratosthenes, một nhà toán học và thiên văn học người Hy Lạp, đã ước lượng được chu vi của trái đất, chu vi đường xích đạo nhờ hai quan sát sau. 1. Một, một ngày trong năm Ông ta để ý thấy mặt trời chiếu thẳng các đáy giếng ở thành phố Sien, nay gọi là Asuan, tức là tia sáng chiếu thẳng đứng. 2. Cùng lúc đó, ở thành phố Alexandria, cách Sien 800 km, một tháp cao 25 m có bóng trên mặt đất dài 3,1 m Từ hai quan sát trên, em hãy tính xấp xỉ chu vi của trái đất. Trên hình 51, điểm s tượng trưng cho thành phố cn điểm a tượng trưng cho thành phố alexandria bóng của tháp trên mặt đất được coi là đoạn thẳng ab